Ngồi đi, rồi bắt đầu kể lại cái mình. Em tên Bình thì em cũng qua cái bạn để em cũng biết thầy. Thì cách đây 3 tháng thì tự nhiên sáng dậy ngủ dậy cái này cũng đỡ. Cái này đỡ giờ không được. Lúc đầu thì cỡ này thôi, bây giờ cũng đỡ đỡ chút xíu, cũng được. Đưa lên thằng nào không? À, vậy còn nào? Chị. Rồi, chỉ có bên này thế này thôi. Thành ra là cái này mình giải quyết đơn giản thôi. Có nghĩa là mình điều chỉnh là cái khớp vai và mình cân bằng lại cái cổ một chút xíu thôi. Giờ đứng dậy đi. Rồi, và cái quan trọng là gì? Em dòng cái tay này ra ngoài sau. Đó, cao lên. À, thực ra là mọi người thấy là trục trặc rõ không? Nè, mà khi mà em này ráng cái là tay rung hết. Đó, là nằm đây hết rồi. Cái tay bên kia. Cũng yếu luôn. Thì có vấn đề của cột sống cổ chứ không phải chỉ có vai không. Ha. Rồi, em đứng qua đây đi. Rồi, đứng qua đây, em giật chùm cái làm cái tay đó. Em bỏ đồng hồ ra đi cho dễ làm. Rồi. Đó, thấy không? Bây giờ vô rồi chưa? Còn cái này là tô phở. Thấy không? Đó, ha. Đó, thấy chưa? Bây giờ vô rồi em. Nè, em cầm lên đây. Nè. Khi mà em xoay. Mình nhìn nè, nhìn nè. Thấy không? Nè rồi. Rồi, bẻ gục lại. Đúng không? Bẻ gục, ha. Nè rồi. Thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, để tay này. Tay này lịch sĩ, ông nhớ mặt đây nha. Rồi. Tại đây tennis. Đúng, quay tennis không, mà da này với võ nghệ đây mình. Nè rồi, bắt đầu vũ đi. Rồi, đúng rồi. Thì khi mà mình nắm cái tay mà mình vũ vậy á, nó đã điều chỉnh lên cái khớp vai nè. Ha, là mọi người sẽ thấy là sau khi mà vũ lên nè, em nhìn nè nha, mình vũ đều đều vậy ha, giật, vũ đều đều đều, giật, ha, thì nó đã chỉnh lên cái khớp vai nè. Đó, phải kêu mới được. Đó, chưa được, mình chưa được đó. Đây, nắm tay nè. Cực nha, thấy chưa? Rồi. Rồi được rồi, bây giờ làm cổ tay đi. Đó. Rồi để tay. Rồi, bây giờ á là cái tay này đau đúng không? Yeah. Bây giờ em thử cử động lên em coi nó sao rồi. Khác chưa? Dạ, không khác. Thấy khác liền ha. Mà cái đó là mình chưa nha, mình chỉ mới rủ cái tay xuống thôi. Ha, thì mình cân bằng trở lại á, thì em này cao thì em phải ngồi thêm chứ mới được. Nè, em ngồi làm sức coi đây, cho dễ làm hơn. Thành ra mình đừng có ha, đừng qua đây. Nè, em để tay qua đây, để tay qua đây. Rồi. Rồi nắm trọ lên ha, vừa thẳng đi vô, rồi kéo. Đó. Rồi. Rồi, bây giờ bắt đầu với cái tay đau nè. Bây giờ muốn cân cái tay đau nè, đó. Rồi, để vào đó, đúng rồi, nắm lên đi. Vừa sát người vô. Đó, thấy chưa? Thấy vô chưa? Rồi, bây giờ em dở tay lại coi em coi khác chưa? Đỡ đầu. Đỡ đau nhiều rồi ha. À, rồi, em nằm xuống luôn đi. Rồi, bây giờ... nhờ em phụ một tay nha. Em đứng qua đây, em đứng qua đây. Em
đấy nên em đi này, đấy này em giữ hai bên hông này, thấy chưa? Còn em này thì ngồi trên đó, bây giờ này em phải nặng thật ra rồi, phải mình thủ thế chứ không, nhưng mình không có đường chạy. Ok, rồi à, được không? Rồi vậy nha, rồi dính chặt chưa? Rồi, rồi thả ra đi, để anh ngồi trên đường này. Rồi, nó bắt đầu em cử động lại khác rồi đó. Ok chưa? Rồi, rồi em nằm úp mặt trên đi. Rồi, cái tay này vu xuống nha. Thì cái này á, em bật chùm tôi này ha. Em xích về nha. Ok, làm vậy ha, rồi làm đi, rồi cho nó đau nó nha, đau không? Đây đây đây, đúng như này phải không? Rồi rồi em xem tiếp đi, 1 là 10 cái, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ em câu lên đây. Đó, ráng chịu đau chút nha. Ôi, xong rồi. Ây da, bị cân chỉnh cái tay lại. Rồi. Tỉnh lại, hốt mạnh vô. Hốt không khí mạnh vô, đó. Rồi, em cứ động tay lại đi. Nhẹ nhàng. Em thấy nhẹ nhàng rồi ha. Rồi cái quan trọng bây giờ em xoay cổ còn khó chịu cái gì nữa. Xoay nè, em xoay ngang nè, rồi xoay về nè, em thấy cái chỗ nào nó còn khó chịu, nó còn bị cắn cái nào. Đó. Bình thường rồi ha. Rồi em lùi nó sang cái đi. Đó. Rồi, mềm cổ nha. Rồi. Mềm, mềm, đúng rồi, mềm tốt rồi đó. Rồi mềm, đó. Rồi ok rồi. Ngon lành. Ok, rồi tiếp người nào. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.